Mặc dù Bộ Công Thương đã lên tiếng cảnh báo về tình trạng không xử lý được tro xỉ thải ra từ nhà máy điện than, nhưng tại một cuộc hội thảo diễn ra vào hôm qua, đại diện Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN cho biết các năm tới Việt Nam vẫn sẽ tăng sản xuất điện than trong nước, đồng thời giảm tỷ trọng nhập khẩu điện từ Trung Quốc và Lào. Ông Nguyễn Hải Hà trưởng ban kỹ thuật sản xuất thuộc EVN cho biết, tổng sản lượng điện sản xuất và nhập khẩu của Việt Nam năm 2016 là 184 tỷ kWh, tăng cao so với con số 164 tỷ kWh năm 2015. Trong đó, nguồn từ thủy điện và nhiệt điện than chiếm đa số, nguồn nhập khẩu từ Trung Quốc và Lào chiếm 3,1% trong những năm tới sẽ giảm tỷ trọng nhập khẩu điện xuống 2%. Tuy nhiên, nguồn thủy điện của Việt Nam đang dần cạn kiệt. Do đó, nguồn nhiệt điện than đang được ưu tiên phát triển. Xu hướng đến năm 2020, tỷ trọng nguồn nhiệt điện than sẽ tăng lên 49%, đến năm 2025 tăng lên 55% và sau đó sẽ giảm dần. Trước đó, Bộ Công Thương cho biết hiện có 20 nhà máy nhiệt điện than đang vận hành với lượng tro xỉ thạch cao thải ra hơn 15,7 triệu tấn một năm. Tuy nhiên, các nhà máy chưa tìm được giải pháp đầu ra cho tro xỉ.